Ok, chào anh Duy nhé. Anh nghe rõ không? Nghe rõ. Về cái vấn đề đặc khu đó, mà em bảo mấy người mà nó nói cái chữ cho thuê với cái chữ bán đó, hình như nó giống nhau hay sao? Mấy ông này nó cái chữ Việt Nam nó viết khác mà, cho thuê và bán nó khác nhau, chuyển nhượng nó khác nhau, đúng không anh? Bây giờ mà nếu giờ em mà thuê xong em lấy được luôn cái nhà thằng kia, em sang thuê mai em lấy luôn cái nhà nó luôn á, đúng không anh? Nếu mai em qua nhà đó em thuê xong lấy luôn nhà nó, cần thiết lấy luôn vợ nó đó. Một cái vòng đời con người á 100 năm nó dài, nhưng một cái vòng đời của đất nước á nó hàng ngàn năm, Đúng 99 năm nó chả là vấn đề gì hết á. rồi. Mà ngược lại, cái đặc khu kinh tế nó quy định rõ ràng, không chỉ là thằng Trung Quốc được phép đấu thầu, toàn bộ đất các nước khác trên thế giới được phép đấu thầu. Thằng nào có tiền thằng đó thắng. Thắng thầu anh vào làm ăn kinh tế gì, dịch vụ thương mại gì đó ở khu vực được chính phủ Việt Nam cho phép, ví dụ như ở Vân Đồn là tập trung về mảng dịch vụ thương mại. Đó. Ở Phú Quốc về giáo dục y tế. Ở Bắc Vân Phong về, nói chung Bắc Vân Phong là cái gì em quên nữa rồi. Nói chung là mỗi mảng đó là được nhà nước quy định rõ ràng Đúng và rồi. do chính phủ Việt Nam kiểm soát. Nói chung Trong là cái dự to thảo thì luật phải đặc chi, khu, quan trọng ông là nào lo làm tìm được? ăn có lời hay không kìa. Đó, mở là không làm có Đó, lời, ok. cái lo nhất là có lời nhiều hay lời ít. Chắc chắn là có lời, nhưng mà lời nhiều hay lời ít nó có thúc đẩy được nền kinh tế Việt Nam đi lên thành một đất nước phát triển hay không? Đó mới là cái quan trọng. Còn anh Hùng Lâm anh nói về cái dự thảo luật điều 19 khoản 2, tức là anh đang thắc mắc cái vấn đề là nhà đầu tư không cần có kế hoạch trước khi mà anh tham gia đấu thầu. Cái vấn đề này anh Hùng Lân hỏi cũng đúng này, tức là anh không cần trình 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 diện cái kế hoạch của anh cho chính phủ Việt Nam trước khi mà anh đấu thầu được cái mảnh đất đó. Nhưng mà đây là mấy anh nên hiểu là cái dự thảo luật chứ chưa phải là cái luật, trong khi Quốc hội đang họp để xem những điều nào cần bổ sung thêm, những điều nào cần bớt đi đó. Bây giờ em nói nhiều lúc mấy ông ở đây cứ nói bảo ô, bán đất cho tàu rồi bán đất đi. Nói thật sự bây giờ muốn đất nước phát triển có tiền mà mua 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 vũ khí về mà tự bảo vệ mình ấy, thì phải đẩy nhanh nền kinh tế, trong khi thằng Hàn Quốc nó có đến tận 5 đặc khu đấy, kể cả thằng Trung Quốc nó đấu thầu ở Hàn Quốc đó. Trung Quốc, Hàn Quốc nó đến 5 đặc khu đó anh ạ. Mà Incheon là một cái đặc khu mới đây nhất của nó là phát triển kinh hồn luôn, thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc, một cái đất nước bé hơn đất nước mình rất là nhiều, thành nền kinh tế đứng thứ, bữa nay hình như nó tụt xuống thứ 5 hay thứ 6 thế giới rồi. Bảo sao mà giờ Việt Nam mà muốn phát triển, muốn mua vũ khí mới để mà bảo vệ lãnh thổ thì chỉ có cái cách đấy. Bây giờ mấy ông cứ bảo như vậy xong rồi cuối cùng ra lấy súng kíp đi bắn máy bay tàng hình nhỉ? Nếu mà bắn được cái kiểu mà lấy súng kíp mà bắn được máy bay tàng hình thì chắc không ai sản xuất máy bay tàng hình làm gì. Cứ lúc nào cũng sợ Trung Quốc chiếm. Mà trong khi đó em suy nghĩ cái vấn đề này là của riêng em thôi nhá. Khi mà Trung Quốc nó thuê một cái mảnh đất nào đó, nó đầu tư tiềm lực kinh tế của nó vào đó, nó không có thể mà ngang nhiên nó xâm phạm quân sự được. Bởi vì sao? Khi mà xâm phạm quân sự thì nó sẽ mất mất cái nền cái mất cái kinh tế nó đầu tư vào nước mình. Bây giờ ông sang nhà tôi ông đánh tôi, ông cho tôi vay tiền tôi quỵt chứ. Tôi dạy gì tôi trả cho thằng kẻ thù tôi rồi đánh tiếp. Đúng không? Tôi đâu có dạy. Nên là nhiều lúc đây là cái cách suy nghĩ của em thôi, cho nó đầu Này hợp tư lý, vào đi. cái đó nó hợp với logic bình thường. Bây giờ ông đầu tư vào đầy 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 đủ cho tôi rồi, đúng không? Rồi. Bây giờ ông quánh tôi đi, ông quánh tôi lấy luôn. Vậy thôi coi như xù, xong. Khỏi trả. Đúng rồi. Rồi lấy cái tiền đó đi mua vũ khí quánh lại ông. Vậy xong. Mà cái Quốc hội là trình duyệt là tất cả là 1.590 mấy tỷ để mà đầu tư ba khu đặc khu. Trong khi đó Vân Đồn á, Vân Đồn là nhà nước chính phủ Việt Nam đầu tư 270.000 tỷ. Xong bắt đầu là tức là chiếm 50% thị phần ở Vân Đồn.
mấy ông bảo nó vào đấy rồi nó khống chế rồi đủ các kiểu, không hiểu được cái đặc khu là cái gì. Đặc khu là khu tách biệt với nội địa, được tạo theo một cái thể chế mới, một cái cơ chế kinh doanh mới để cho mà người ta dễ giao thông thương mại, dễ vận chuyển hàng hải, thuế thấp hơn, gọi là kích cung, gọi là gì. Nói chung gom bi vô một khu để dễ quản lý, rồi cái số 1 và cái Đúng số rồi 2 anh, tạo ra những cái gom cơ bi chế vô văn một khu hóa. dễ quản lý, với lại một phần là nó phải theo tiêu chuẩn của quốc tế, pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Chứ bây giờ ông Ở để đấy các sẽ đầu tư tùm lum khắp đất nước này quản lý không có được, chỗ một chút nó bị bong ra đúng rồi, người Việt Nam vẫn có quyền đầu tư vào đấy mà, chứ sao. đúng rồi, giống anh giờ anh chuyển phòng gym về đấy được mà. Đương nhiên Lúc đó miễn thuế luôn trong vòng 5 năm, quá ngon. Nhưng mà bây giờ mấy ông cứ kêu là chữ thuê với chữ bán giống nhau là em thấy buồn cười, nhất là mấy ông hải ngoại suốt ngày cứ xe lên là Việt Nam bán đất rồi. Nếu mà thuê mà giống bán ấy, thì em sang nhà thằng hàng xóm em thuê mai em lấy luôn, mà nếu khỏe. mà có bán thì cầm tiền về mua lại lẻ đi, ồn ào quá Đúng đúng anh, không, vậy thôi em chỉ nói thế thôi, tại còn vì ai chưa biết thì lên thư viện pháp luật đọc về cái dự luật đặc khu của Việt Nam, xong rồi còn tìm hiểu thêm nhiều cái vướng mắc nữa bằng những kênh chính thống của chính phủ, đừng bao giờ mà nghe mấy cái kênh xuyên tạc làm cái gì hết á. rồi đã giờ anh Hùng Lân hỏi em tên gì kìa. Nhà em tên cũng Hùng luôn Cũng nhưng mà Hùng em luôn là hả? Đăng Hùng. Đăng Hùng rồi. Rồi Ừ. ok, cảm ơn anh Hùng nhiều quá. Có gì Yeah. hay với em. Đam thực tế vậy vui các bạn. Mày 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 qua mày 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 mày, mày đầu tư bên tao, mày đánh tao tao lấy cửa của mày luôn sù. Tới em nhé anh Duy, mày không có camera, mày out ra mày vô lại đi. Chạy qua Mỹ thuê nhà rồi đấy luôn em. Được, cũng hay hay hay. Khách thuê mà dám cà khịa chủ trọ. Anh này tên Hùng Hổ đó, anh Hùng Lân. Tên Hùng Hổ hả? Việc nói mạnh vào đừng ngại. Khu đất Vân Đồn doanh nghiệp Việt Nam nhận hết rồi không đến được Trung Quốc đâu. Vậy luôn hả bạn? Việt Nam mình xúc hết Vân Đồn rồi hả? Anh chửi phản động trước mặt nhân viên có ngại không anh? Đâu mà nói nhân viên tao chứ phải ông nội tao đâu, tao ngại với nó trời. Mắc cười quá à. Thì em rõ là em cái địa chỉ là thôn 6 xã Cao Nhân huyện Thủy Nguyên Hải Phòng đúng không anh? Dạ dạ. Anh ơi, cái này anh phải kèm hai cái bình lắp nha, để anh sử Anh dụng vô đó. Có màu đen vậy á? Ba nhân dạ, đã mua dạ, rồi, dạ, thì thì thôi chú nó không có mặt bằng ngay nữa. Rồi mày có rồi đó Hùng Hoàng Việt. Mày lên mày đa mày gặp tao nè. Rồi alo, chào anh. Chào em. Thì cái lúc nãy anh Lăng anh có hỏi về cái điều 10, điều cái khoản 2 điều 19 thì nó ghi là gì, các cái tổ chức kinh tế thì được đăng ký tại đặc khu nhưng mà không cần phải có dự án đầu tư. Thì cái tổ chức kinh tế thì rồi tới, nhưng mà anh Lăng anh chưa đọc tới cái khoản 5 là nếu như mà chưa có dự án đầu tư thì không được phép đầu tư. Tức là tới khi tức là tổ chức kinh tế thì giống như là anh đi đăng ký một cái công ty vậy thôi, đăng ký một cái công ty, còn anh có tên công ty nhưng mà anh chưa được mua đất, chưa được trả làm gì cả, giống như là công ty ma này.
cho nên là chỗ đó anh Lăng anh hỏi là vì sao lại là chưa có dự án đầu tư thì lại được À, quyền thành nếu lập mà tổ chức chỗ đó kinh anh hỏi tế. vậy đúng không? Ví dụ như anh là đặc khu trưởng Phú Quốc đúng không? Mày vô đây đầu tư. Nhưng mà mày chỉ muốn đầu tư thôi, mày chưa biết đầu tư cái gì đúng không? Đúng Đúng không? rồi. Thì mày sẽ tới tao, mày gặp mày thuê lô đất. Rồi ok, anh có giải pháp cho em. Bây giờ thuê lô đất mày thuê 3 30 năm đúng không? Rồi đặt cọc trước 15 năm đi, giờ chừng nào có dự án anh giao đất. Dạ không, cũng không phải vậy. Không phải vậy hả? Mà Không tao làm gì phải. được không? Không làm gì Không. được, có cầm tiền của mày chứ. Không Tao làm không, có cả kiểu mày. kiểu như là thế này, kiểu như là anh đi đăng ký cái công ty, mà cái công ty anh chưa có chỗ để thì anh vẫn có được cái tên công ty. Anh vẫn có được cái tên là Ủa vậy rồi mày đăng ký công ty vậy rồi không 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 giữ đất cho mày, rồi mốt đất cho mày gì mày dựng. Ủa, tới khi nào em có đầu em có dự án thì em dựng. Còn nếu mày không có dự án thì mày cứ có cái tên công ty thôi, mày Mày nộp cảnh tiền thán thuế một quá, mày vài cho cần nhà tiền nước. tới đây mày đăng ký mày ơi. Tự nhiên mày chưa có tiền mày đăng ký công ty, làm cái con khỉ gì để ra khác không tiếp mày đâu mày ơi. Thì đó. Mà tưởng sao ông vô ông gặp là khu trưởng ông đăng ký tên công ty thôi ông đi ra. Thì đó. Cho, tức là cái điều đó là nó nói vậy thôi chứ nó chưa cho mua đất. Anh Lăng anh sợ là đăng À. ký xong mua đất rồi để đấy lâu mà không chịu đầu tư. Anh Lăng anh ấy anh Lăng là anh hỏi như thế. Thì em nói là cái điều Tao đấy. tao nhận cọc của mày rồi để đó, từ từ mày mày đi mượn nợ xong rồi mày đầu tư được tao giao đất. Nếu mà đã mượn nợ là đã biết việc gì để làm rồi thì nó mới mua đất chứ chưa biết làm gì hết mà mua đất Thôi làm kệ gì. mẹ mày, nói chung là tao đặt khu trưởng tao cảm thán thơm thì mày Thì đắp đó, cái chuyện mày nó có nách hay không là chuyện của mấy ông đặc khu, nhưng mà cái luật nó đưa ra là gì, mày được đăng ký tên, đã rồi đăng ký rồi tên thì tức là mày phải có vốn vốn điều lệ, mày bao nhiêu là mày nộp thêm môn bài cho tao vậy thôi. tao cấp tao Còn biết giống điều lệ mày, phải tiền thiệt tao lấy tiền chứ mày vốn điều lệ mày ghi số ảo ảo ủa kệ mày chứ. thì vốn bao nhiêu thì mày 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 ghi nhiều thì mày phải trả tiền nhiều. Cái thêm thêm môn bài thì anh biết rồi, anh rành quá rồi Nói chung đúng không? anh là đặc khu trưởng, anh chỉ nhìn đồng tiền nói chuyện thôi chứ anh không có nhìn Thì đó, ra trang thì ảo. đó thì tới khi nào mày có dự án thì mày được mua đất, mày được Rồi thuê đất. ok. Còn nếu không có dự án thì mày cút, mày cứ cầm cái giấy đó mày đi, mày muốn đi làm gì làm, nhưng mà không có dự án vậy Vậy thôi. thôi. Đó, cứ tới tháng cứ tới năm là mày nộp thuế cho tao, mấy cái tiền thuế đó mày không làm được gì, mày không có lời cả đà mà, nhưng mà mày tới năm mày nộp thuế cho tao. Còn cái chuyện mà tới khi nào mày có tiền thì mày đầu tư, rồi tới chừng đấy là tao mới tính cái chuyện cho mày đầu tư sau đó. Lúc Cái đó điều là đấy đó mày 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 đi mượn nợ lâu quá, tao hết đất cho mày, tao giao cho mày trong xó. đấy, kệ mẹ mày đó. Rồi. Rồi thì ý là lúc nãy anh Lăng anh hỏi câu đó cho nên Ok. em mới đọc xong em lên nói vậy thôi. Rồi, chào em Rồi nha. Dạ. bye bye em. Rồi Trần Đức Dũng chưa có camera luôn em. Má camera khó lắm, phải dễ thôi nha. Đó, mày lên đam ông ẩu là tao chém chết mày luôn. Vô hắc đất của tao hả mày? Giỡn hoài, tao làm hàng năm phải báo cáo chính phủ đàng hoàng chứ. Chạy chỉ tiêu, chạy tiền thi đua với ông đặc khu dân đồn nữa. À, xây 3 đặc khu ưu đãi thuế. Có ảnh hưởng tới Bình Dương, đúng rồi. Đúng, em nói vậy đúng đó. Ảnh hưởng chút đỉnh em. Ảnh hưởng chút đỉnh đúng. Cái thằng kia nó mới đầu tư Bình Dương, xây mới xong nhà máy, xong giờ mở đặc khu nhỏ, giờ nhà máy cũng tội nhỏ hen. Mấy tình huống nó phải ngồi lại giải quyết riêng nữa đó. Khuyến khích nó dời nhà máy ra khu cũng là một cách. Rồi anh cây xanh xin lên rồi ok luôn anh. Mà anh là có một cái em không thích anh là anh đàn ông mà nói chuyện nhỏ như đàn bà vậy á, nghe cực quá. Mất tiêu rồi. Anh nói lớn lớn vô. BD đâu. Có đồng môn của anh là cây xanh lên rồi anh không lên. Rồi đặt khu dân đồn luôn rồi đó, kiếm đầu tư đi ông nội, vô đặt khu Phú Quốc tôi phá nữa. Ủa anh cây xanh bùi mới nay đổi avatar thành 995 gạch chéo rồi hả? Vậy sụt xuống 98 năm 11 tháng được không? À, nó không cho mở công ty phát thải mà anh. Công ty phát thải là công ty gì bố? Nếu doanh nghiệp nào mà không rời nhà máy thì mình giảm chút thuế đi. Nói chung từ từ ngồi đàm phán lại nhau chứ đâu nói đơn giản gì được, đúng không? Rủi mấy thằng khốn nạn trong đặc khu nó trả lương công nhân nhiều quá, rồi công nhân ở trong đất liền chạy ra đó ở hết cũng tội mấy thằng trong này, đúng không? Có nhiều vấn đề lắm chứ không đơn giản bạn nghĩ đâu.
Rồi chưa kể mấy thằng ở trong nội địa đó, nó sẽ tốn tiền vận chuyển nhiều hơn mấy thằng ở đặc khu. Mấy thằng ở đặc khu nó vận chuyển rẻ hơn, hàng hóa nó cạnh tranh nhiều hơn, nó xuất khẩu giá nó giảm hơn, nó qua nó phá giá Mỹ ghê hơn. Ủa, nhiều vấn đề lắm mấy ông nội ơi, mấy ông nội phải bàn mấy cái này nó mới hay, đúng không? Sao mà anh gọi anh không lên mà anh ok là sao? Cái bàn 9 năm có con khỉ gì rồi mới lo bàn làm ăn sao cho có lời kìa, mà không thấy bố nào vô bàn làm ăn sao cho có lời hết trơn trời. Ngoài nãy giờ đến chơi xanh chết mẹ hết pin, có một sạc iPhone đang cho mượn rồi mấy đứa. Anh lên được không? Đang mời nãy giờ anh không lên, anh hỏi anh lên được không lần sau. Em mời nãy giờ đó, anh chấp nhận đi. Sạc rồi. Xong anh chơi xanh bùi này mời quả được ta đâu, mời em lưu ly trước đây đổi gió con cha này coi Vân Đồn làm ăn được như vậy. Anh Duy làm đặc khu game đi, đang tính ồ, mời mời ông lưu cũng trả được luôn. Rồi vô được rồi nè. Hello. Rồi chào đặc khu trưởng là đặc khu dân đồn chắc cái đúng Chào đặc khu trưởng Phú Quốc. Anh vừa nãy bận công việc thế là mời lên nhưng mà đang đi đi công việc nên không lên được giờ mới về anh nhỉ. Lên vừa nãy thì thấy anh Hùng Lân với lại chú Bình Hồ dọa nhau gớm quá. em không nghe được khúc đó, em lo làm Mình dọa bảo sao Duy này chơi đẻo thật. Nó bắt đầu vào sao đến nữa. trò yếu sinh lý phát là nó điều cái hoàn ra gọi là cầm ngay là các chú các bác các anh là cứ cho anh xuống cho chú xuống cứ tí cái là cho chú xuống. Mình bảo đấy dọa nhau đi chính trị ra đi cứ để phải để em hoàn em mới nghiêng mình cho các chú xuống tí lên tí là lại xuống rồi đang đang lên bảo bàn với chú là coi là chú cứ tạo công ăn việc làm tốt ở ở Phú Quốc đi là bên Vân Đồn đi đi ở Vân Đồn nhà anh là có chỗ để thu tiền không? Không nghe tiếng à Việt Việt Phạn? Hay Anh nói to lắm mà. Thì anh đã bảo rồi. Bây giờ là cái vấn đề là anh em mình là phải bàn với nhau xem là làm thế nào cho ba cái khu đặc khu này nó phát triển chứ còn cứ bàn được hay không được làm gì cho mệt ra. Nghe được chưa các bạn? Bán 3 buổi 2 buổi 3 phần. Ồ thế à? Sao này không 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 rõ đâu nhá. Cái này thì do mạng. Đấy đúng rồi, bạn thì bảo nghe rõ, bạn thì bảo không nghe rõ. Bình thường mà. Mình thấy cũng kỳ các chú là cứ bảo em cho anh xuống chú à, cháu cho chú xuống vừa mới lên được tí đã xuống rồi. Tôi tuyên bố với các bạn trong diễn đàn là sau này tôi mà mở khu Vân Đồn đấy là các bạn là phải liên hệ ngay với bác Cầm mua Viagra với lại chú Hoàng Jacky là mua 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 gọi là gì nhỉ, quyền bố lên đây để nói lại quên rocket 1 giờ chứ không thể nào cái kiểu vừa lên cái đã nhảy xuống lên cái nhảy xuống độc bạn nghiêng mình như thế là tôi là đang thất nghiệp ấy, vừa đi công việc về 4836. từ anh Nân trở lên anh Nân gọi là lên được tí đẹp trai cao giáo thế mà lên phát tí là xuống cho anh xuống không cần phải xin các vị xong là cứ cứ nhảy từ trên mà xuống chứ không cần phải xin. Nhưng mà Duy thấy cái dự án của điều hành Vân Đồn của anh có ác không? Khách vào là với phương châm là khách vào hoành tráng, khi về là te tua. Ông anh đó là cứ cờ bạc cái gái gú thôi, Thì anh không đang bảo là bây có giờ làm ăn là anh gì hôm qua anh nằm hôm qua anh nằm anh suy nghĩ thêm không? Là hiện bây giờ là anh sẽ tổ chức các cuộc thi hoa hậu để
để thu hút gọi là các du khách nam. Nhưng mà bây giờ là du khách nam là nhiều khi là đéo được quản lý tiền không, ví dụ như hội sợ vợ của bác Cầm là đi cầm đi ít lắm, cho nên là mình lại quyết định là tổ chức cuộc thi nam thần ở đấy, mà đến lúc đấy là anh lại phải nhờ chú gọi là tuyển dụng từ các tổ hợp gym, tổ hợp các phòng gym của chú đưa ra để tổ chức cuộc thi gọi là nam thần, thu hút các chị em đến đấy. Được đấy, anh càng nghĩ là càng cảm thấy phục mình. Vừa mới đi về khổ quá, thông cảm. Nga bây giờ nó cũng mua đất, mua Việt Nam cơ. Các bạn ngồi nghĩ ra các quay là âm mưu thuyết âm mưu gớm thật. Đứa này hả? Chú đây là cháu để cho chú được một cái khu gọi là có một cái kiosk bán gọi là rocket 1 giờ gì đấy. Chứ không để anh em lên trên này gọi là cứ lên được chưa đây 5 phút 3 phút là đã nhảy xuống rồi. Xuống ông nào cũng hết sức hay sao mà cứ phải là cho anh xuống. Các ông xong rồi các ông thì cứ nhảy từ trên xuống chứ cần gì phải là xin là cho xuống. Ớm nghe bác Rách Hồ mới này, chú Rách Hồ mới này, anh Hùng Đân người dọa nhau ớm quá. Làm như kiểu nước Mỹ không có luật pháp gì mà các bác cứ kích nhau phát là vác súng ra đấu. Mẹ đã bảo giờ này là giờ chém rõ rồi, mày thích lên nói nhảm không hả Pháp Hoàng Kim? Đây là may là nhà gọi là trưởng khu Vân Đồ, à Phú Quốc đấy, nhà tao là tao cho mày ra ngoài rồi đấy. Nhưng mà các anh yếu sinh lý thì yếu sinh lý nó vừa vừa thôi, lên cánh đằng cái đã xong rồi, phí tiền lắm. Đầu anh lưu ly để quả mì tôm huyền thoại. Bình hồ chỉ dọa thôi. Nhưng mà anh Bình Hồ là chỉ dọa anh Hùng Nân, rồi anh Hùng Nân lại dọa lại anh Hùng Bình Hồ. Xong cuối cùng là cả hai anh coi là đều thua mỗi bé Hoan. Nên xong là lại cho anh xuống, dọa nhau xong rồi cho anh xuống. Các chính trị gia, các nhà kinh tế học, các nhà gọi là lịch sử học đều bị gặp thua bé Hoan hết. Mình bảo chơi để Duy chơi hơi ác ấy nhỉ. Cứ đến giờ yếu sinh lý nó cho bé Hoan cầm nai chim. Chứ đang làm mà, sao bay hoài được. Quả đấy là anh bảo nếu mà anh lên được là anh bảo thôi, nếu mà có xuống nữa ta nhất định ta nhảy xuống nhưng ta không xin. Thôi giải trí cho mọi người chút đây, cho vui vui. Mọi người rồi, okay. Lại tiếp tục đam nhau đi để okay. Mình nghe cho nó. Hết giờ rồi, cho anh lên đi rồi, ok. Mày nãy giờ 3 lần rồi đó, không lên, đó đang.